Như chúng ta đã biết, việc nâng cấp từ iPhone 5 lên iPhone 5S là một khoản đầu tư hoàn toàn thỏa đáng. Apple trang bị chip A7 cho iPhone 5S đã làm tăng tốc độ của nó lên gấp đôi so với người tiền nhiệm iPhone 5. Camera và các nâng cấp khác cũng cho thấy sự vượt trội của lần cải tiến này. Tuy nhiên, nhiều người đặt câu hỏi rằng nếu chúng ta đang sử dụng chiếc iPhone 5S thì có nên lên đời bằng chiếc iPhone 6 hay không? Câu trả lời cũng không hề khó đoán. Trước khi đưa ra câu trả lời, chúng ta hãy tạm gác những vấn đề cơ bản ra ngoài trước. Như chúng ta đã biết, iPhone 6 có màn hình lớn hơn so với iPhone 5S, nên chắc chắn việc sử dụng một tay sẽ khó khăn hơn đối với những người có bàn tay nhỏ. Bạn sẽ gặp không ít khó khăn khi muốn di chuyển ngón tay cái của mình khắp màn hình như iPhone 5S. Tuy nhiên thì Apple đã tích hợp thêm một tính năng giúp giải quyết vấn đề này phần nào. Đó là người dùng iPhone 6 chỉ cần chạm nhẹ 2 lần và nút Home là tất cả mọi thứ phần nửa trên màn hình sẽ được đẩy xuống nửa dưới, giúp người dùng có thể với được phần trên dễ dàng hơn. Ngoài ra, việc thiết kế to bản của iPhone 6 cũng khiến không ít người cảm thấy bất tiện. Phần lớn người dùng cho biết rằng họ sẽ cảm thấy dễ chịu hơn và thoải mái hơn với thiết kế nhỏ gọn chiếc iPhone 5S mà họ vẫn sử dụng hàng ngày. Một số khác lại cho rằng việc có màn hình to sẽ giúp họ đọc sách, xem phim thích hơn và chơi game cũng sẽ có những trải nghiệm tốt hơn. Nếu các bạn chưa được trên tay chiếc iPhone 6 mà đang thắc mắc nó to đến mức nào, thì đây là bàn tay mình cùng chiếc iPhone 6. Là một thiết bị với màn hình 4,7 inch nhưng có thể nói rằng chiếc iPhone 6 to ngang các thiết bị khác có màn hình 5 inch. Căn bản do viền trên và dưới quá dày. Điều khác biệt lớn thứ hai đó là một sự thay đổi nhẹ ở camera. Cả hai phần camera trên iPhone 5S và iPhone 6 căn bản là giống nhau, từ camera trước đến camera sau. Nếu chỉ chụp ảnh ở điều kiện đủ sáng thì có lẽ rất khó để phân biệt được đâu là iPhone 5S và đâu là iPhone 6. Phải chăng sự cải tiến đáng giá nhất trên iPhone 6 đó chính là khả năng quay phim slow motion, hay còn gọi là quay tốc độ chậm với 240 hình một giây, gấp đôi so với iPhone 5S. Và nhân tiện đang nói về camera, chúng ta hãy nói luôn về mặt sau. Có lẽ điểm trừ khiến nhiều người không hài lòng nhất ở thiết kế trên iPhone 6, ngoài phần vạch anten trắng quá to và thô ra, thì đó chính là camera lồi. Nếu nói trắng ra thì nó xấu và thô. Chưa kể đến là những khả năng có thể làm xước hoặc là va đập gây ra vỡ ống kính máy ảnh nếu bạn để trên mặt bàn. Về mặt tốc độ xử lý, hai con chip A8 và A7 của iPhone 6 và iPhone 5S không thể hiện sự khác biệt nhiều. Khi thử nghiệm những game ứng dụng nặng ký yêu cầu tốc độ xử lý cao như là Asphalt 8, Modern Combat 5 và rất nhiều game khác thì iPhone 6 chỉ hơn 5S một chút về mặt tốc độ load, thật sự không có nhiều khác biệt. Và bây giờ hãy quay trở về với cái màn hình 4 inch và 4,7 inch. Liệu bạn có thực sự cần một cái màn hình to hay không? Nếu câu trả lời là có, hãy nâng cấp lên chiếc iPhone 6. Còn nếu câu trả lời là không thì đừng bận tâm, bởi vì chất lượng của cả hai màn hình này đều có thể là như nhau. Bởi cả hai màn hình này đều có cùng một mật độ điểm ảnh là 326 ppi, cho độ sắc nét như nhau, màu sắc như nhau và góc nhìn cũng như nhau, ngay cả độ sáng cũng tương đồng. Còn thời lượng pin thì sao, có tốt hơn nhiều không? Câu trả lời đương nhiên là có tốt hơn nhưng không nhiều. Bạn có thể thoải mái sử dụng chiếc iPhone để nghe gọi trong vòng 2 ngày hoặc 1 ngày nếu thỉnh thoảng hay lướt Facebook và chơi game. Đừng hy vọng nhiều về một sự cải tiến lớn ở phần pin, bởi vì pin của iPhone 6 chỉ tốt hơn iPhone 5S từ 10 đến 15% mà thôi. Nhìn chung iPhone 6 không có nhiều vượt trội rõ nét so với iPhone 5S trên tất cả các phương diện ngoại trừ màn hình được thiết kế to hơn. Và đương nhiên cùng với đó là một số thay đổi về hình dáng. Sự cải thiện của nó thật sự không đáng kể như những gì mà Apple từng hứa hẹn với người dùng. Nếu bạn đang có một hầu bao rủng rỉnh mà không thực sự quan tâm lắm về vấn đề tài chính, hoặc bạn đang sử dụng từ đời iPhone 4S trở xuống, hãy nâng cấp thẳng lên chiếc iPhone 6. Đó là một sự nâng cấp cực kỳ đáng giá. Nếu bạn không yêu nổi cái thiết kế của iPhone 6, hay là bạn không cần một cái màn hình to, hoặc đơn giản là bạn không có một hầu bao rủng rỉnh và muốn tiết kiệm một khoản tiền không nhỏ, thì iPhone 5S sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng. Dám xéo. Vậy nên nếu bạn đang sử dụng và cảm thấy hài lòng với một chiếc iPhone 5S hoặc thậm chí là iPhone 5, thì hãy ở yên đó và đợi chiếc iPhone 7, bởi vì điện thoại của bạn sẽ còn hoạt động tốt trong ít nhất là từ 1 đến 2 năm nữa.